Ba gọi hả? Thăm ba kêu em hả? Đâu? Có thấy nhắn gì đâu? Đâu thấy nhắn gì đâu. Đã lên là đi celeb bệnh. Gì nữa? Cho tôi ăn hành hay gì? Đó, kiếm tốn nữa, kiếm tốn nữa. À, lên có nghe không vậy? Lên đâu đi? Nghe lắm. Lúc mà celeb đó trong giải hay celeb kiểu ý kiến lắm. Giờ để coi thử cái lập hay đâm quá. Lập hay đâm. Hay đâm lắm. Mà nó thiệt không Lộc? Kèo sao? Vô đi. Anh đang ghép em ba, em giúp nhiệt luôn á. Ghép đi đánh từ trên xuống em giúp nhiệt được luôn á. Anh con ghép xong rồi qua luôn đó, đánh vô nơ luôn ba. Rồi ok nha. Anh con ghép xong qua luôn đó, cái thứ rồi đánh nhanh nhanh. Mình có vô được không? Vô được level 1 không? Em không vô. Còn có thắng qua luôn rồi, mình đánh chết bên đó hay gì? Đánh câu ké anh ba. Xuống điên không rồi. Anh nâng đứt cho. Giờ okay, mình sẽ bị thắng thì sao đánh nữa. Cấp 2, cấp 3 mới chạy lại nè, cấp 1 hơi yếu quá, nó cầm ra trắng. Nâng ghét nha, nâng dưới lên nha. Ok. Quýnh đợi lên hả anh Nguyễn. Nguyễn quýnh đợi lên, Nguyễn quýnh đợi lên đi. Ây da. Để không bèo nha. Ok. Anh cho lưng nè. Anh bảo quơ nha. Ok. Gần nó có thể cướp qua lem mình nha. Cướp qua lem đó. Mít đẩm chay thì cài. Quý tờ đề nè, anh hết lát, anh dí nó được á. Xuống boss đài đó luôn anh nè. Vòng sau lưng đi anh ba, nó chạy về em ba. Rồi. Anh đẩy được, anh cứ vòng sau lưng đi. Ok. Nó đang không được đâu. Ba tăng nha ba. Nó đang không được đâu. Cái này 10 năm nữa. Ê, nó làm cái gì vậy? Nó làm cái gì vậy? What the... Má, cái này nó làm gì vậy? Ủa hả? Cứ chạy lên Quyền, đừng... Quyền không thua lên Quyền. Quyền cứ quýnh nó đi, Quyền cứ quýnh nó đi. Quýnh nó tiếp rồi. Rồi. Hạ đây nó hết siêu nha. Ở đây nó siêu. Nó xuống được kìa. Dòng. Đứng gần em nha. Nó nhảy vô luôn anh. Thầy quýnh nó, anh quýnh nó đen. Nó lên chơi lại nha, lọc. Nó lên chơi lại nha, lọc. Chi luôn anh. Không, không, còn hai nữa. Cho thầy. Con nữa là ăn sổ. Ok. Đi xếp anh à. Đây nha, mít lính nha, đây nha. Đây không lát nha. Anh ta Ờ, cái này xuống bot nó không gờ đúng không? Nó gờ lắm không? Ây da. Ây da, anh em mình ổn không vậy? Sao dữ vậy? Sao này mình ăn rồng nè, 4 rồng nè anh ba. Canh vừa rồng là mình hết liền luôn ba. Để tí hồi 2 phút là mình 4 rồng. Bỏ sức giả nha. Rồng này rồng... Nó ra lên là chút rồi.
cảnh vừa rồng cái là mình hấp liền không à. À con mít nó kìa. Để nó vô nè, mít nó vô nè, mít nó vô nè. Con mít nó xuống tàu rồi. Ờ nó ăn cái này nha. Đừng không lát. Chồng luôn tay ra nè. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Chủ giùm anh cái xịt cả. Ây ây ạ. Sao sao sao. Đi 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 đi. Đừng kiểm soát. Mình vừa đánh gồng mình vừa đép á, đừng cho nó lấy nha. Chứ tao nãy mạnh nó muốn chơi Ska này canh đép phụ nữa. Nó ra Ska có lính vô cái em bỏ đi thôi. Thôi đuôi về cái nè. Rồng nè nha. Rồng. Ê, canh đừng có cho nó kì kem cái này. Rồi canh đang gồng nè, để nó lô nha, để lô nha. Lên nha. Okay. Quang đấy là đủ quang đấy. Mày dây nữa nha, cướp đế nó đi, cướp đế nó đi, cướp đế nó đi. Có mít nó dưới đó không rồi, mít dưới đó. À, mít nó trên em. Mít. Chạy được. Hay dần. Thanh đang gồng anh Quyền, anh ba. Chết nha mọi em câu thời gian em, nó có gồng, em TP giờ nó có gồng. Nó còn gồng, ok vậy thôi, câu thời gian đi, câu thời gian đi. Ê, để cho anh để cho ăn đi, để trụ đi Lộc, để cho anh solo đi, anh để trụ ngon hơn. Ây, cái gì lỗi quá. Cái này đâu, cái này đâu, cái này đâu. Cái này. Rồi, hay đây. Ờ, cầm vào em nha, Ây, ăn rồng nè. Không mà rồi. Chơi, kẹp. Ê, vô cổng lên hay sao, Lộc qua chưa thấy, ở dưới. Ê, vô cổng lên, Tụi nhanh quyền. Nãy sao? Gặp lại vừa rồi. Cầm cái mình hết tiền luôn. Gan cũng sát luôn ta. Bỏ đi gan cũng sát trước. Nó gà nha. Canh chứ nó chết nè, cũng sát trước nè. Mình lấy cái khác cũng sát nè anh em. Quay mít trước rồi ta làm luôn. Quay mít trước nè. Chứ nó có TP nha. À đây. Đây có đồng hồ. Xúc cô lát. Nghe luôn. Rồi anh cầm. Anh đi. Canh dí của công không lát nha, nó canh đổi, nó canh cướp á. Nó không lát đâu. Con cái này nó có bọc bọc đâu. Không, nó chưa tới, coi chừng TP sau lưng này cắm mắt nè. Nè, nó nghe nè, đánh lên anh em. Quỳ nè, thả được, thấy nó gờ, quân công lọc rồi, thấy quân công lọc. Quân công lát nè, quân công nè. Quân công lấy em chỗ kìa mà. Ai? Quân công rồi. Ai đây, công lát lọc. Mít em. Em cản tóc được, cản tóc được. Rồi, dĩ lên em. Kèm tích ký ra. Coi chừng solo game nha. Ok. Em cản lên nè. Hạt cái gì vậy, em luôn hả? Hello anh ba ơi. Không cho thôi. Bích cái team này là mình không em là xin mình thua. Không em xin mình thua. Chơi. Ê con bảo là ghê quá. Trời con báo á, con báo luôn. Cho nó em nữa đi. Cho nó cô đi. Vừa mới xuống. Cho nó cái đi. Không. Máy máy đã bị lắc rồi, nó cứ quýnh thôi Lộc ơi. Máy đã bị lắc tự đánh rồi. À vậy hả? Con báo. Con báo em kiểm soát. À, em ba em thích cách mày. Thích cách kiểm soát em ba gồng nhiều làm thích nha mà, gồng nhiều làm thích nha tôi anh Quyền luôn kìa em ba trời ơi sao cái con gai lỏ hả tại anh ba báo quá thì báo thì anh chung báo em nhớ like subscribe cho đơn nha anh em